Vào khoảng 19 giờ tối ngày hôm qua tại xưởng lốp của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Phú thuộc cụm khu công nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản. May mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được cho là chập điện trong nhà kho chứa lốp và sau đó đám cháy lan rộng. Theo người dân sống quanh khu vực nhà kho này, có diện tích khoảng trên 4.000 mét, chứa chủ yếu là lốp xe ô tô. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy thuộc Công an thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động tổng cộng 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe tiếp nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, 4 xe chữa cháy từ 4 đội chữa cháy chuyên ngành và 3 xe tiếp nước từ 3 đơn vị thuộc ngành than cũng đã được huy động và kịp thời có mặt cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Sau hơn 4 giờ tập trung nhân lực, vật lực chữa cháy, nhưng đến hơn 22 giờ, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Cho đến rạng sáng ngày hôm nay, đám cháy mới cơ bản được khống chế và không lan sang xưởng giam gỗ và khu vực lân cận. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.